xin chào các con. Chào mừng các con quay trở lại với chương trình học tiếng Anh cùng cô Paula. Và đây là chương trình Mindfulness Grade 2. Các con ơi, ngày hôm nay đã là bài cuối cùng trong chương trình Mindfulness Grade 2 rồi. Sắp phải chia tay các con rồi. Tuy nhiên thì chúng ta cũng sẽ đồng hành chung với bài ngày hôm nay các con nha. Và bài hôm nay đó là bài số 13, Unit 13. Trước tiên thì các con hãy lật sang trang sách số 58 và trang sách số 59 để chúng ta bắt đầu với lesson 1 các con ha. Trước tiên chúng ta sẽ bắt đầu với phần 1. Listen, point and repeat. Color. This is the letter Z. The letter Z makes the Z sound. Zoo. Zebra. Zip. Vậy là ba từ mới mà ngày hôm nay chúng ta học được là, đầu tiên các con thấy ở đây nè, có một cái tường nè, có cổng, có chú voi, chú khỉ và hươu khao cổ, và có mây trời và có rất là nhiều cây nữa. Thì cái này được gọi là công viên. Và công viên ở trong tiếng Anh được đọc là Zoo. Zoo. Rồi, tiếp theo ở đây chúng ta thấy là một con ngựa vằn. Và con ngựa vằn ở trong tiếng Anh được đọc là Zebra. Zebra. Và cuối cùng đó là một cái khóa kéo. Và cái khóa kéo ở trong tiếng Anh được đọc là Zip. Zip. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ listen, point and repeat. Z. 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 Zoo. 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 Zebra. 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 Zip. 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 Rồi, riêng phần now color thì các con tự làm các con nha. Chúng ta đến phần look and listen. Bây giờ các con hãy lấy giấy bút ra để chúng ta viết theo các con ha. Z. Z. Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần 1 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần 2. Listen and point. Nhìn vào bức tranh này thì chúng ta thấy là đang ở khung cảnh một cái công viên đúng không nào? Công viên này thì có chú khỉ nè, hươu cao cổ, chú voi. Và ở bên ngoài này thì là chúng ta thấy có ba nhân vật. Đầu tiên là một cô bé tóc đỏ. Và bên này đó là một nhân vật, một bạn nam mà đang mặc đồ của một con ngựa vằn. Và cuối cùng là một cậu bé. Bây giờ chúng ta xem thử là các nhân vật này nói cái gì các con nha. Oh, look, a zoo. Nhìn này, một công viên. Look, a zoo. Look, a zebra. Kìa, một con ngựa vằn. Look, a zebra. Oh, look, a zip on the zebra. Nhìn kia, có một cái khóa kéo ở trên con ngựa vằn. Look, a zip on the zebra. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ listen and point. Look, a zoo. Look, a zoo. Look, a zebra. Look, a zebra. Oh. Look, a zip on the zebra. Look, a zip on the zebra. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến phần now color. Phần này thì các con cũng tự làm luôn ha. Chỉ có một cái chúng ta cần tô màu, đó là con ngựa vằn ở đây thôi. Bây giờ chúng ta đến phần tiếp theo, đó là chant and show. Các con hãy đứng lên sẵn sàng để nhún nhảy theo giai điệu của bài hát các con ha.
Z, zoo. Z, 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 zoo. Zoo, z, z, z. Z, zebra. Z, 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 zebra. Zebra, z, z, z. Z, zip. Z, 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 zip. Zip, z, z, z. Vậy là chúng ta đã hoàn thành lesson 1 rồi. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ bắt đầu với phần lesson 2. Và lesson 2 nó sẽ nằm ở trang sách số 60 của các con. Nên các con hãy lật sang trang sách số 60 để chúng ta có thể bắt đầu các con ha. Trước tiên chúng ta sẽ bắt đầu với phần 4. Listen, read along. This is a zoo. Đây là một công viên. This is a zebra in the zoo. Đây là một chú ngựa vàng ở trong công viên. Look at the funny zebra with a zip in the zoo. Hãy nhìn cái chú ngựa vàng hài hước với một cái khóa kéo ở trong công viên kìa. Bây giờ chúng ta sẽ listen with along các con ha. This is a zoo. This is a zebra in the zoo. Look at the funny zebra with a zip in the zoo. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến phần 5, song. Phần này thì cô Bella tin chắc là phần mà các con thích nhất đúng không? Nên là các con hãy đứng lên sẵn sàng nhún nhảy theo giai điệu của bài hát các con nha. This is a zebra in a zoo. Look at the funny zebra. This is a zebra in a zoo. Vậy là chúng ta đã hoàn thành lesson 2 rồi. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ đi đến phần cuối cùng trong unit 13, đó là lesson 3. Và lesson 3 nó sẽ nằm ở trang sách số 61 của các con. Nên các con hãy lật sang trang sách số 61 để chúng ta có thể bắt đầu các con nha. Trước tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu với phần 6. Which ones begin with the Z sound? Color là những cái nào ở trong này có 6 bức tranh đúng không? Thì cái nào bắt đầu với âm Z và sau đó chúng ta tô màu. Phần này thì cô Bella tin chắc là rất là dễ nên các con làm được đúng không nào? Nên cô Bella sẽ không hướng dẫn mà các con nhìn vào đây ha và các con làm theo các con ha. Z, zebra. Z, zoo. Z, zip. Zero, 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 zero. Zip. Zoo.
Z. Z. Zoo. Zoo. Zebra. Zebra. Zip. Zip. Zero. Zero. Z. Zebra. Z. Zebra. Zoo. Z. Zoo. Zero. Z. Zero. Zip. Z. Zip. Z. Zebra. Z. Zebra. Zoo. Z. Zoo. Zip. Z. Zip. Zero. Z. Zero. Ta-da! Vậy là chúng ta đã hoàn thành Unit 13 rồi. Và đây cũng là bài học cuối cùng mà cô Bella đồng hành với các con trong chương trình Mindfulness Grade 2. Cô Bella gửi lời cảm ơn các con rất rất là nhiều nè. Và cô Bella mong rằng những cái bài mà cô Nga chia sẻ ở trong Mindfulness Grade 2 sẽ giúp các con yêu thích học tiếng Anh hơn, học tiếng Anh một cách dễ dàng hơn. Và để từ đó sau này các con lớn lên thì các con có thể học tiếng Anh giao tiếp và các con có thể nói được tiếng Anh nha. Một lần nữa, cảm ơn các con rất rất là nhiều. Và như thường lệ thì cô Bella sẽ luôn chúc các con luôn khỏe nè, luôn ngoan, học thật 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 là giỏi và nghe lời ba mẹ, ông bà, thầy cô. Và cô Bella thương các con rất là nhiều. Tuy nhiên đây là bài cuối cùng rồi nên là phải nói lời tạm biệt các con thôi. Tạm biệt các con nha. Bye bye.